Bây giờ là các thông tin thời tiết ngày mới. Hôm qua ở khu vực Nam Bộ đã thấy giảm mưa, dự báo hôm nay sẽ như thế nào? Chị Phương Ly. Vâng, anh Nhật Minh, hôm nay Nam Bộ sẽ tiếp tục là một ngày ít mưa, nắng sẽ nhiều hơn đấy ạ. Dự báo là vài tiếng nữa, một loạt các điểm như tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Phú, Thủ Dầu Một, Biên Hòa, Vĩnh Long và Cao Lãnh ngày hôm nay cũng nóng rõ với mức nhiệt cao nhất là 35 đến 36 độ. Kèm với mức nhiệt cao là chỉ số UV hôm nay cũng được cảnh báo ở mức cao. Một loạt các điểm như tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Cà Mau đều được cảnh báo ở mức 9, nguy cơ gây hại là rất cao. Trong những ngày nắng mạnh thì chỉ số UV cao, việc bôi kem chống nắng để bảo vệ da là điều rất cần thiết. Thế nhưng kem chống nắng chỉ có tác dụng từ 2 cho đến 3 tiếng, sau đó thì quý vị cần phải thoa lại. Đặc biệt là cần thoa kem chống nắng sau khoảng 60 phút khi mà hoạt động mạnh, đổ nhiều mồ hôi hay là ở dưới nước. Đến 16 giờ, mưa sẽ xuất hiện ở một số nơi, cường độ giảm hơn, ít khả năng có mưa to. Tuy nhiên thì trong mưa quý vị vẫn cần đề phòng với các hiện tượng như là gió giật mạnh và lốc sét. Tại thành phố Phú Quốc, dự báo hôm nay thì trời nắng, nhiệt độ sẽ không quá 32 độ. Nếu như quý vị đang du lịch tại đây thì nên hạn chế các hoạt động ngoài trời vào buổi trưa và đầu giờ chiều. Mưa dông cũng là thời tiết hôm nay ở vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang. Trong mưa thì dễ đi kèm với lốc xoáy và gió giật mạnh. Còn đối với vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau thì mưa ít hơn, tầm nhìn xa vẫn trên 10 km.